bạn là một doanh nhân, bạn là dân công sở chính hiệu. Nếu bạn đang tìm kiếm chiếc laptop 2 trong 1, rất mỏng, rất nhẹ, rất chuyên nghiệp thì chiếc laptop đến từ hãng Lenovo này sẽ là sản phẩm đặc biệt dành cho bạn. Từ thiết kế vỏ với màu đen chuyên nghiệp, cùng checkpoint màu đỏ nổi bật đặc trưng, trọng lượng siêu nhẹ, màn hình xoay lật cảm ứng cơ động, cùng với hàng loạt các cổng kết nối mà không có một Ultrabook nào có thể sở hữu nhiều đến thế. Tất cả đã tạo nên một chất rất riêng, rất đặc biệt, ThinkPad X1 Yoga đến từ Lenovo. Về thiết kế, với trọng lượng chỉ 1,27kg, ThinkPad X1 Yoga là laptop thiết kế với 2 trong 1 nhẹ nhất thế giới ở kích thước 14 inch. X1 Yoga mang dáng dấp đặc trưng của dòng máy tính ThinkPad với màu đen tuyền, mặt ngoài phủ lớp sơn nhám nhẹ, có khả năng chống bám bẩn, cháy xước. Các đường vát ở cạnh và góc máy, viền tạo nên cho sản phẩm một cảm giác vuông vắn, mạnh mẽ. Mặc dù không quá bóng bẩy về bề ngoài, nhưng X1 Yoga vẫn có độ bền được đánh giá cao. Chất liệu là sự kết hợp giữa magie ở phần khung vỏ chính, nhờ thế máy trở nên rất nhẹ. Bàn phím chống tràn nước, thân máy được chế tạo có thể chịu được va đập hay những cú rơi vô tình từ trên mặt bàn xuống đất. Chất lượng theo như Lenovo là đạt tiêu chuẩn Min STD 810G của quân đội Mỹ. Bàn phím được thiết kế với hành trình ngắn, êm và tỏ ra khá yên tĩnh khi gõ. Ngoài checkpoint màu đỏ đúng chất rất riêng của ThinkPad, Lenovo cũng trang bị cho X1 Yoga một touchpad rộng, hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Tuy nhiên, trang bị mới hữu ích nhất là cảm biến vân tay nằm ngay trên logo của ThinkPad. So với cảm biến truyền thống kiểu vuốt tay thường thấy trên nhiều mẫu laptop, cảm biến vân tay trên X1 Yoga cho thao tác tương tự như trên các smartphone cao cấp hiện nay, chạm nhẹ để mở khóa, rất đơn giản và hiện đại. Điểm thú vị của X1 Yoga so với những mẫu ThinkPad khác là thiết kế bản lề linh hoạt như dòng máy Yoga của Lenovo, có thể mở tối đa 360 độ và ép chặt vào mặt lưng của laptop. Nhờ thế, laptop 14 inch của Lenovo biến thành một tablet cỡ lớn khi cần, cũng như xếp thành dạng lều để trình chiếu nội dung nếu muốn. Tuy nhiên, với kích thước màn hình cảm ứng 14 inch, Lenovo ThinkPad X1 Yoga chưa thật hữu dụng và quá to khi dùng theo kiểu máy tính bảng, dù cầm ngang hay dọc. Điểm đáng khen ở thiết kế đa năng của Lenovo là hỗ trợ bút cảm ứng với công nghệ Wacom. Cây bút trông nhỏ gọn và ngắn hơn những loại bút đời trước của ThinkPad, nhưng dễ cầm hơn của Apple Pencil hay Samsung S Pen. Nó có thể đút gọn vào cạnh trái của máy, độ nhạy khi viết cao, chính xác là cũng hỗ trợ tính năng ngắt khi cảm ứng và khi tì tay vào màn hình, Palm Reject. Có pin tích hợp, cây bút cảm ứng này chỉ mất 15 giây sạc bằng cách cắm vào khe trên máy đã có thể dùng được tới 100 phút. Về màn hình, chiếc mà mình đang trên tay được Lenovo trang bị tấm nền IPS với độ phân giải 2K 2560x1440 pixel, có hỗ trợ màn hình chống chói anti-glare, sắc nét, màu sắc tốt nhưng mặt kính màn hình dễ bám mồ hôi và dấu vân tay, hơi khó để làm sạch một chút, điểm trừ cố hữu mà các hãng laptop sử dụng mặt kính chưa thể khắc phục được. Ngoài ra, Lenovo còn có option trang bị cả màn hình OLED nữa. Hiệu năng và thời lượng pin. Tại Việt Nam thì ThinkPad X1 Yoga được bán với nhiều tùy chọn cấu hình, và trên tay mình là bản X1 có cấu hình thấp nhất, đang được bán tại Phúc Anh với giá bán hiện tại vào khoảng 43 triệu đồng. Intel Core i5 6200U 2.8GHz, VGA onboard Intel Graphics 520, RAM 8GB, ổ cứng SSD 128GB, SATA 3, Windows 10 Pro bản quyền. Ngoài ra còn các cấu hình sử dụng vi xử lý Intel Core i7 có giá khoảng trên 50 triệu đồng. Không vượt trội về cấu hình và hiệu năng, nhưng khả năng kết nối của Lenovo ThinkPad X1 Yoga tỏ ra là khá đa dạng. Cạnh phải chúng ta có khóa Kensington, cổng HDMI, hai cổng USB 3.0, jack mic và tai nghe, nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn và cuối cùng là khe cắm bút cảm ứng. Bên cạnh trái, ngoài một cổng USB 3.0 còn có mini DisplayPort, cổng giao tiếp OneLink cộng và jack nguồn. Ngay sát phía bản lề, Lenovo bố trí khe cắm SIM 4G LTE và thẻ nhớ, chẳng khác gì một tablet cả. Bên trong máy còn hỗ trợ một kết nối Bluetooth 4.1 cùng với hệ thống âm thanh công nghệ Dolby Audio cho chất âm khá tốt. Về thời lượng pin thực tế thì thời gian sử dụng của X1 Yoga rơi vào khoảng 8 giờ. Dù kết quả mới chỉ mức khá, thời lượng pin này có thể chấp nhận được khi đây là mẫu Ultrabook 14 inch thuộc diện nhẹ nhất với màn hình có phân giải đạt chuẩn 2K. Rất đẹp, rất chi tiết. Tổng kết lại, với ưu điểm mỏng nhẹ, thiết kế có độ bền cao, đạt chuẩn quân đội Mỹ, màn hình cảm ứng sắc nét, độ phân giải 2K và tính cơ động cao bởi bản lề xoay 360 độ có thể sử dụng như tablet, X1 Yoga có thể làm hài lòng các tín đồ của ThinkPad về công nghệ và thiết kế mới, cũng như độ bền cho người cần một chiếc máy tính đáng tin cậy về độ bảo mật, tính giao tiếp từ các cổng kết nối để làm việc. Tuy vậy, đây vẫn là sự lựa chọn với chi phí bỏ ra khá cao so với nhu cầu của đại đa số người dùng. Video trên tay đánh giá Lenovo ThinkPad X1 Yoga đến đây là hết.
Mình là Tuấn Anh đến từ Phúc Anh Smart World. Xin chào và hẹn gặp lại.